Các bạn đang nghe phần thứ 9 của series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch qua sự diễn đọc của Totoro-chan, có tựa đề là Mãi mãi là mèo của anh. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal. Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 118 Luân là mèo của cậu. Phần 13. Bạch Dung nghe xong lời này của Diệp Trần trong lòng thấy rất ấm áp. Tuy cô nàng vừa kỳ lạ lại vừa kiêu ngạo, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cô sẽ đứng ra không chút chần chừ, nói những lời rất mực dịu dàng. Trong lòng cô có một cán cân, biết làm thế nào bắt nạt anh ta mà lại khiến anh ta cam tâm tình nguyện bị bắt nạt, biết lúc nào có thể nói ác khẩu, lúc nào thì không. Bạch Sùng chu miệng thơm cô, Diệp Trần giơ chân lên, dùng đệm thịt cản lại. Bạch Sùng phớt lờ cô tiếp tục thơm, Diệp Trần tiếp tục đẩy. Anh muốn làm cái gì? Cái đồ biến thái này! Bạch Sùng bị mắng lại còn cười khì khì, mặc kệ sự ngăn cản của cô, vẫn cố sống cố chết hôn một cái. Diệp Trần bị thơm xong cái đầu tiên thì không buồn ngăn nữa, mang bộ mặt kiểu như tâm như tro tàn để cho Bạch Sùng hôn tiếp cái thứ hai, cái thứ ba. Hôn một hồi, Bạch Sùng đưa cô đi rửa mặt, rồi ôm cô đi ra ngoài. Dương Quốc Vĩ tới tìm Bạch Sùng nói với cậu ta. Cậu Bạch này, sau này cậu có dự tính gì chưa? Bạch Sùng nghĩ rồi đáp. Tôi muốn tới thành phố B. Dương Quốc Vĩ tỏ vẻ thất vọng ra mặt, nhưng cũng không có gì bất ngờ. Gật gù bảo. Cũng phải. Giờ người có tài đều tới thành phố B hết. Bên thành phố B cũng đã nghe nói về cậu rồi, ra lệnh cho chúng tôi phải khuyên cậu qua đó. Nói xong Dương Quốc Vĩ thở dài. Nhân tài đều bị thành phố B lấy đi hết. Cái căn cứ nhỏ này thực sự không cầm cự nổi, không biết sau này có gặp lại nữa không. Bạch Sùng không nói gì, trong lòng cân nhắc. Trong bốn chỉ tiêu của nhiệm vụ, tiền tài, danh vọng, mỹ nhân, địa vị, ở thành phố B, anh ta có thể trở thành người mạnh nhất thế giới, nhưng rất khó trở thành người có được bốn điều này cao nhất thế giới. Trong thế giới gốc, Trần Lâm làm lính chiến một thời gian ở thành phố B, sau khi được thăng lên làm thiếu tướng thì tiến hành chính biến, trở thành người lãnh đạo của một căn cứ. Sau đó dần hoàn thành bốn chỉ tiêu, anh ta vốn cũng định đi theo con đường này, nhưng lời Dương Quốc Vĩ nói đã khiến anh ta nảy sinh ra một ý tưởng mới. Nếu ngay từ đầu anh ta đã có một căn cứ của riêng mình rồi thì sao? Lời của Dương Quốc Vĩ chính là nguyên nhân sau này rất nhiều căn cứ ly khai quyền kiểm soát của thành phố B, một căn cứ nhỏ vốn đã khó tồn tại, còn phải bơm máu cho căn cứ lớn, bị ép đến đường cùng không còn cách nào nữa, thì chỉ còn lại một con đường duy nhất là phản kháng. Anh ta ngẫm nghĩ rồi thử thăm dò Dương Quốc Vĩ. Nếu các ông không cầm cự được nữa thì sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Dương Quốc Vĩ ngẩng đầu nhìn anh ta đầy vẻ sâu xa. Chỉ còn đường chết. Dương trạm trưởng. Bạch Sùng ôm mèo, vuốt lông Diệp Trần. Diệp Trần kêu gừ gừ buồn ngủ. Bạch Sùng cúi đầu nhìn Diệp Trần, hờ hững nói. Sống khổ như vậy, chi bằng giả vờ như không tồn tại, sau này lại tính. Giờ thông tin liên lạc bất tiện, xác suất gặp phải đợt tấn công ồ ạt quy mô cực lớn của zombie của căn cứ nhỏ gần như bằng không. Một căn cứ bị mất liên lạc sẽ coi là không tồn tại. Dương Quốc Vĩ nghe cậu ta nói vậy, mắt sáng hẳn lên nhưng vẫn kiềm chế bản thân, giả vờ như không tồn tại, sẽ mất hẳn sự trợ giúp từ thành phố B. Căn cứ không có lực lượng nòng cốt, thực sự khó mà cầm cự được. Bạch Sùng cười cười, hiểu ý của Dương Quốc Vĩ bèn nói trắng ra. Đều là người thông minh, không cần phải vòng vo nữa. Ông thực sự cam lòng để mọi thứ tốt nhất đều dâng cho thành phố B sao? Cùng với sự tiến hóa của zombie, mỗi căn cứ loại nhỏ hiện giờ gần như không còn năng lực đánh trả nữa. Mỗi lần zombie tiến hóa là lại xuất hiện một đợt tấn công ồ ạt quy mô cực lớn. Chuyện ngày hôm nay, ông cho là ngẫu nhiên hay sao? Thực tế trên đường đến đây, chúng tôi đã gặp một con zombie vừa tiến hóa lên cấp 4. Phải đối mặt với zombie cấp 4 mà tất cả những người có dị năng mạnh lại đều đã chuyển tới thành phố B. Thành phố B lại khó lòng trợ giúp nhanh cho căn cứ. Chuyện này có công bằng không? Dương Quốc Vĩ không trả lời. Ông ta trầm tư rất lâu, cuối cùng hỏi. Cậu muốn thế nào? Bạch Sùng ôm mèo, dựa vào lưng ghế. Tôi làm quân vương, ông làm thủ tướng. Hành chính do ông quản, quyền quyết định và quân đội thuộc về tôi. Dương Quốc Vĩ cười mỉa mai. Cậu thấy dị năng của mình giỏi lắm hay sao? Tôi là toàn hệ dị năng. Bạch Sùng cười tủm tỉm. Hơn nữa hiện giờ tối thiểu tôi đã là dị năng cấp 5. Chẳng những tôi có thể bảo vệ căn cứ này, mà thậm chí còn có thể chi viện cho căn cứ này. Ông dựa vào thành phố B thì được gì? Vũ khí nóng, nghiên cứu hóa học,
người mang dị năng, lương thực thực phẩm, tất cả tôi đều có thể cho ông. Cậu đừng nói phóng đại lên thế. Dương Quốc Vĩ run run giọng, Bạch Sùng dùng dị năng quan sát khu vực, rồi đứng dậy bảo. Ông tự nghĩ đi, Dương trạm trưởng, 5 giờ chiều tôi sẽ đi, muốn thế nào ông nghĩ thử xem. Nói xong Bạch Sùng đứng ở cửa, quay đầu cười với Dương Quốc Vĩ. Dương trạm trưởng, người quý ở chỗ tự biết mình. Trong cảnh mặt thế thế này, sức mạnh tuyệt đối mới là tiêu chuẩn của sinh tồn. Anh ta nói xong lời này, Diệp Trần rất nể tình, nhảy khỏi người Bạch Sùng, trong chớp mắt biến thành một thiếu nữ cung kính đi theo sau Bạch Sùng ra ngoài. Dương Quốc Vĩ hít một hơi thật sâu, cô gái dị năng mà ông ta tưởng đã chết, hóa ra là một con mèo, còn là mèo của Bạch Sùng. Nói cách khác, có được một Bạch Sùng, thực ra là có được hai kẻ mang dị năng siêu cấp, có thể đơn thương độc mã, giải quyết cuộc tấn công ổ ạt quy mô cực lớn của zombie. Đây tuyệt đối là chuyện chưa từng có ở bất kỳ căn cứ nào trên thế giới. Dương Quốc Vĩ suy nghĩ một lúc, sốt ruột triệu tập hội nghị khẩn cấp, gọi mọi người tới. Lúc Bạch Sùng quay về biệt thự, Trần Lâm đang thu dọn hành lý. Đi đâu thế? Thành phố B chứ đâu? Không định ở lại à? Cậu định ở lại hả? Trần Lâm ngạc nhiên, Bạch Sùng dựa vào khung cửa, ôm con mèo do Diệp Trần biến về, nhìn Trần Lâm lắc lắc đầu bảo. Tôi không biết. Theo tôi thì... Trần Lâm ngồi xuống giường, miêu tả sinh động như thật. Tôi nói cho cậu biết nhé, thành phố B vừa lớn vừa an toàn, gì cũng có. Với năng lực của hai chúng ta, tới đó nhất định có thể trở thành người có tiền, có quyền, có đàn bà. Miêu! Diệp Trần hung dữ meo một tiếng. Trần Lâm bật cười. Con này của cậu đâu phải là mèo, rõ ràng là bạn gái chứ. Đúng là bạn gái. Bạch Sùng đáp luôn, và rồi bị cào. Trần Lâm bật cười, đứng dậy định sờ sờ Diệp Trần. Bạch Sùng lập tức cảnh giác, bước lùi lại. Trần Lâm ngượng ngùng không biết làm thế nào, đành giơ tay bảo, được được được, bạn gái của cậu tôi không sờ. Có điều nói thật, Trần Lâm nhíu mày, cậu không đi thật hả? Anh đi trước đi, hôm nay đi sớm một chút. Tôi xem tình hình thế nào rồi sẽ đuổi theo anh. Vậy được. Trần Lâm nhún vai, đi thu dọn hành lý. Bạch Sùng nghĩ rồi bảo, giúp tôi một chuyện nhé. Nói đi, giúp tôi đưa cha mẹ tôi tới thành phố B. Trần Lâm cười lạnh một tiếng không trả lời. Bạch Sùng thở dài, chung quy thì vẫn là cha mẹ. Tới được chỗ anh trai tôi rồi thì sẽ không bao giờ gặp nữa. Xin giúp cho. Trần Lâm không trả lời, Bạch Sùng vẫn biết anh ta đã đồng ý. Dù sao cũng là nhân vật chính, căn bản đều là người tốt. Sắp xếp cho vợ chồng Bạch Nguyên, Bạch Sùng mang Diệp Trần về phòng, ngồi chơi với mèo. Anh ta chải lông cho Diệp Trần, kể chuyện cổ tích cho Diệp Trần nghe. Ánh mặt trời ấm áp, Diệp Trần tựa lên đùi anh ta, mắt lim dim, hở hững vào. Bạch Sùng, tôi tưởng anh là người cứng rắn, hóa ra là ngoài cứng trong mềm. Diệp Trần, không ai có trách nhiệm phải tốt với ai cả. Trách nhiệm của cha mẹ với con cái đã kết thúc khi cô 18 tuổi rồi. Sau khi tròn 18 tuổi, cha mẹ không có nghĩa vụ phải chết thay cô, không có nghĩa vụ phải không quản gian nguy vì cô, không có nghĩa vụ phải vì cô mà phấn đấu quên mình. Cái sai lớn nhất của vợ chồng Bạch Nguyên không phải là bỏ chạy, mà là không chỉ bỏ chạy còn khóa luôn cả cửa. Tuy nhiên, cái sai này không lớn tới mức khiến tôi xóa sạch tình yêu thương bao năm qua dành cho họ. Dù sao... họ cũng đã đối xử tốt với tôi rất nhiều năm. Tuy không tốt như trong tưởng tượng của tôi, nhưng cũng không thể là lý do để tôi oán hận họ. Diệp Trần không nói gì, cô mở to mắt, lẳng lặng nhìn tên thánh phụ này. Diệp Trần bỗng phát hiện, Bạch Sùng còn lương thiện hơn cả trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn đạt tới tiêu chuẩn của một nhân vật chính. Cô căn bản không cần phải cố công làm gì, chỉ cần cứ thế đi theo hết các diễn biến lớn của thế giới, nhân vật phản diện này không có khả năng hắc hóa, không có khả năng đi chệch đường. Nhưng đi kèm với lương thiện, bao dung, thường thường lại là rất nhiều thất vọng và tổn thương. Hiểu thì hiểu, nhưng đừng nói ra, tránh làm cho người ta đau lòng. Diệp Trần đặt bàn chân lên mu bàn tay Bạch Sùng, Bạch Sùng cúi đầu nhìn cô. Gì thế? Tôi sẽ tốt với anh. Diệp Trần hờ hững nói, Bạch Sùng ngẩn người. Cô lại nói thêm, tôi nói thật với anh, tôi cực kỳ có tiền, anh đừng lo, đủ để nuôi anh. Bạch Sùng có ảo giác, mình đến thế giới này không phải để làm nhiệm vụ, mà là để đi chơi. Thế giới này có phú bà Diệp Trần bao nuôi anh ta không hề nghi ngờ, có lẽ chẳng cần anh ta làm gì, chỉ cần được phú bà Diệp Trần bao nuôi là đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Diệp Trần nói chuyện luyên thuyên với Bạch Sùng, qua giờ cơm trưa,
Buổi chiều Trần Lâm bị Bạch Sùng thúc đi. Trần Lâm xị mặt, theo lời Bạch Sùng nhờ vả qua chỗ vợ chồng Bạch Nguyên ở. Vợ chồng họ thuê trọ ở một xóm nghèo, đồ trên người đều đã bị cướp đi. Hai vợ chồng ngồi co ro trong xó nhà. Trần Lâm tới chỗ họ, sầm mặt gọi, lên xe đi, Bạch Sùng nhờ tôi đưa hai người tới thành phố B. Vợ chồng Bạch Nguyên giật mình vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa bảo, chúng tôi biết ngay là Tiểu Sùng sẽ không bỏ chúng tôi lại mà, nó từ nhỏ đã hiếu thuận rồi. Ba người ra tới ngoài cửa, leo lên xe. Lên xe rồi, vợ chồng Bạch Nguyên mới phát hiện Bạch Sùng chưa tới. Bà Bạch sốt ruột hỏi, Tiểu Sùng đâu? Cậu ta bảo sẽ đi muộn hơn, có thể đi hay không đây? Trần Lâm hơi khó chịu, vợ chồng Bạch Nguyên nghĩ một hồi, bà Bạch bảo, không được, Tiểu Sùng không đi thì chúng tôi cũng không đi, chúng tôi đã bỏ nó lại một lần rồi, không thể bỏ lại lần hai được. Bạch Nguyên không nói gì, ông ta nghĩ ngợi rồi cũng xuống xe. Tôi đợi cho, Bạch Nguyên mệt mỏi bảo với vợ, bà đi trước đi. Bà Bạch gắng cầm nước mắt, chần chừ một lúc rồi gật đầu. Tôi chờ hai người ở thành phố B, ông phải đưa con về cùng đấy. Từ từ giải thích tử tế với nó nghe lời lắm. Bạch Nguyên gật đầu. Trần Lâm chở bà Bạch đi, khoảng 5 giờ chiều, Bạch Sùng bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc này, bên ngoài cửa có tiếng zombie gào thét. Trong căn cứ bắt đầu loạn lên, khắp nơi là tiếng kêu la sợ hãi. Zombie, nhiều zombie quá! Dương Quốc Vĩ nhận được tin, sốt ruột leo lên tường thành. Đúng là zombie thật, nhiều không biết là bao nhiêu, dần dần tụ lại. Không đánh được, căn cứ không chống nổi cấp độ tấn công này. Dương Quốc Vĩ run rẩy hai chân, ông ta đứng trên tường thành, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh căn cứ bị diệt. Thế rồi trong nháy mắt, ông ta bỗng nghĩ tới lời Bạch Sùng nói hồi sáng. Cậu ta đợi tới 5 giờ. 5 giờ, Bạch Sùng đã biết trước giờ này sẽ có zombie xuất hiện. Cậu ta đã đoán được, đây là thời cơ để cậu ta thể hiện thực lực của mình. Dương Quốc Vĩ chạy hộc tóc xuống tường bao, đi tìm Diệp Trần và Bạch Sùng đang chuẩn bị ra khỏi thành. Tôi đồng ý với cậu. Dương Quốc Vĩ giữ người Bạch Sùng trịnh trọng nói, cho cậu căn cứ, nhưng cậu phải hứa bảo vệ tốt cho nó. Tôi không thể để nhiều người như vậy chết trong tay mình. Bạch Sùng cười, tôi đi chuẩn bị một chút. Lúc này Dương Quốc Vĩ mới phát hiện con mèo trong tay Bạch Sùng mặc một bộ quần áo, giống áo choàng của hiệp sĩ trong chiến tranh giữa các vì sao. Trên đai lưng đeo hai thanh trường đao, chỉ là một con mèo mà cũng toát lên phong độ người người. Diệp Trần lừ lừ nhìn sang. Nhìn gì? Chưa thấy mèo mặc quần áo bao giờ à? Dương Quốc Vĩ đã bảo là sau khi kiến quốc không được thành tinh cơ mà. Bạch Sùng bỏ qua sự kinh ngạc của Dương Quốc Vĩ, ôm Diệp Trần về phòng, để Diệp Trần ở ngoài. Còn mình đi về phòng, vào trang mua sắm, mua một ít kẹo có màu đỏ, cắt ngón tay nhỏ máu lên từng viên kẹo. Viên kẹo tẩm máu, Bạch Sùng run run, đi đổi thêm một ít bình xịt tạo mùi, bỏ vào trong một lọ thuốc. Trong lúc Bạch Sùng làm những việc này, Diệp Trần cũng lên trang mua sắm mua đồ. Cô mua cho mình một bộ trang bị, vì thường xuyên biến đổi giữa thân mèo và thân người, nên cô đã tìm trên trang mua sắm một sản phẩm có thể giải quyết vấn đề này. Nó sẽ căn cứ vào sự thay đổi kích cỡ cơ thể, lớn nhỏ, để biến hóa những thứ mang theo người theo đúng tỷ lệ. Trước đây cô có mua cho mình một bộ trang phục có tính năng ẩn hình để mặc trên người. Lúc làm mèo thì không cần có quần áo, lúc làm người lại có. Sau đó lại cảm thấy không đủ ngầu, nên mới mua thêm một bộ trang phục hiệp sĩ đang mặc trên người như bây giờ. Áo choàng dài, trường đao, dày, cực kỳ phong độ. Sau khi mua hết đồ cho mình xong, vì ý thức được vào thời khắc mấu chốt này, chỉ mình và Bạch Sùng thì khá khó giải quyết vấn đề, cần có thêm trợ giúp. Nên cô lập tức dốc tiền mua vũ khí nóng, bom, máy bay, súng máy, xe tăng, lưới điện. Mua xong đồ, Bạch Sùng cầm lọ thuốc đi ra. Diệp Trần mặc áo choàng nhỏ oai hùng nhảy lên cổ Bạch Sùng, lời biếng bảo, ra bãi đất trống, tôi có vài thứ cho anh. Bạch Sùng đi ra cửa, thấy Dương Quốc Vĩ vẫn đang ở cửa chờ. Bạch Sùng bảo Dương Quốc Vĩ lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Sau đó trước mặt mọi người, Bạch Sùng nói, lần zombie tấn công này có quy mô trước nay chưa từng có, số lượng zombie khổng lồ, còn có thể có cả zombie cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Làm sao cậu biết? Có người chất vấn. Bạch Sùng cười, bởi vì tôi có thể nhận biết được. Nói xong Bạch Sùng lấy ra một cái chai, thái độ điềm tĩnh. Thực ra dị năng của tôi không phải bỗng dưng mà có. Tôi đã nghiên cứu chế tạo được một ít thuốc. Thuốc này có thể giúp người ta có một tỷ lệ nhất định trở thành người có dị năng. Nhưng tỷ lệ này không cố định. Lần zombie tấn công này
Nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì quá áp lực. Tôi mong trong số mọi người có ai đó có thể đứng ra, trở thành bạn đồng hành của tôi. Nghe nói chuyện có thể trở thành người có dị năng, mọi người bất giác trở nên phấn khích. Những người đã có dị năng rồi vội vàng hỏi. Thế đã có dị năng rồi thì sao? Uống thứ thuốc này có tác dụng gì không? Nó cũng có tác dụng ở một mức nhất định. Bạch Sùng nhún vai. Tôi chưa hề thử nghiệm trên quy mô lớn, không thể trả lời được. Phiền mọi người phát giúp một thông báo để những người có mong muốn này thì tới quảng trường của căn cứ tập hợp. Tôi thấy ai thích hợp thì người đó sẽ được thử nghiệm. Mọi người liếc nhìn nhau, có vẻ không muốn làm. Dương Quốc Vĩ sốt ruột. Đã là lúc nào rồi mà mọi người còn tranh đấu nội bộ, mau lên. Đám người ngượng ngùng đứng dậy đi phát thông báo. Trong lúc mọi người tập hợp, zombie vẫn đang từng bước áp sát, đã thấy một đám đen nhung nhúc đằng xa. Diệp Trần và Bạch Sùng tới một bãi huấn luyện quân sự. Diệp Trần nhảy xuống khỏi người anh ta, nói với những người có mặt, xin tránh xa một chút. Mọi người không ai hiểu gì, liền thấy Diệp Trần đi dạo một vòng quanh nền đất. Tiếp đó, cạch 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 cạch, một lượng lớn súng rơi xuống. Nhóm Dương Quốc Vĩ trợn tròn mắt nhìn sang Bạch Sùng. Bạch Sùng làm bộ như đã biết từ trước, ra sức diễn kịch, vờ thờ ơ bảo, cô ấy có dị năng không gian. Nhóm Dương Quốc Vĩ cố hết sức tỏ ra như thường, không ai muốn để Bạch Sùng coi thường mình là kẻ thiếu trải sự đời. Ngay sau đó, Diệp Trần lại tiếp tục đi quanh nền đất một vòng nữa, 5 chiếc xe tăng thình lình xuất hiện. Người nào người nấy há hết cả mồm ra. Bạch Sùng trộm nghĩ, Diệp Trần đúng là có tiền. Mấy thứ này trong trang mua sắm của anh ta căn bản không hề hiển thị, ngay cả tư cách mua hàng cũng không có. Thế nhưng lúc này Bạch Sùng vẫn phải ra sức giả vờ trấn tĩnh. Không gian của cô ấy tương đối lớn. Đợi tới lúc Diệp Trần thình lình biến ra 2 chiếc phi cơ chiến đấu và một máy bay ném bom, Bạch Sùng thật sự không còn muốn nói gì nữa. Dương Quốc Vĩ đến lúc này cũng không muốn che giấu sự hâm mộ lẫn ganh tị của bản thân, thở dài bảo, hey, Bạch trạm trưởng, con mèo này của cậu, mẹ nó, thật là giỏi chiêu tài. Bạch Sùng không nói gì, còn nói được gì nữa. Nhìn thái độ hờ hững của Diệp Trần, Bạch Sùng cảm thấy là một tên được phú bà bao nuôi, anh ta phải tận chức hơn một chút. Thế là anh ta nhanh tay đi bế Diệp Trần lên, áp mặt tới, ra sức cọ cọ vào người cô. Mèo chiêu tài, cảm ơn mèo chiêu tài của tôi. Diệp Trần khinh khỉnh cho anh ta một cái tát lạnh lùng nói, biến thái. Sau khi có vũ khí, Diệp Trần lập tức biến thành hình người, bảo Dương Quốc Vĩ sắp xếp người trong quân đội tới, dẫn theo quân nhân và người có dị năng, phân phát vũ khí cho họ, lên trên tường thành đóng quân. Diệp Trần mang theo áo choàng hiệp sĩ, tay gác trên trường đao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, phong thái kiêu ngạo bố đời, kết hợp với thái độ lãnh đạm của cô nàng, khiến người ta nhìn thôi đã phát sợ. Dương Quốc Vĩ ra lệnh cho người nghe theo sự chỉ huy của Diệp Trần. Diệp Trần bố trí sắp xếp xong cho mọi người, đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn đoàn quân zombie đông nghìn nghịt đang tiến tới. Gió mạnh cuốn theo cát bụi đập vào mặt, tà dương đỏ như máu, cát vàng bay đầy trời. Thấy zombie chỉ còn cách chưa đầy 3 km, Diệp Trần chỉnh tai nghe ra lệnh, chim diều số 1, số 2 chuẩn bị ném bom xong lập tức rút lui. Trong tai nghe có tiếng trả lời. Không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, 2 chiếc phi cơ chiến đấu mang theo hy vọng của mọi người bay thẳng về phía quân đoàn zombie. Chúng lượn thành vòng tròn, chúp bom xuống, tiếng nổ ầm ầm. Vào lúc chúng chuyển hướng để quay về nơi xuất phát, một chiếc mạn nhện bắn ra từ chỗ bọn zombie bám vào thân máy bay. Đám mạn nhện này xuất hiện rất bất ngờ, vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Một tấm mạng nhện không ngờ có thể đạt tới độ cao đó. Sau khi mạng nhện phun trúng chim diều số 1, nó lập tức cuốn lấy máy bay và kéo xuống. Diệp Trần biết, đây là đòn tấn công của một zombie có cấp cao. Cô bình tĩnh nói, số 2 nhanh chóng rút. Kỳ thực không cần Diệp Trần nói, số 2 cũng đã nhanh chóng rút rồi. Tuy nhiên, mạng nhện lại tiếp tục bắn từ dưới đất lên. Số 2 ra sức tránh né nôn nóng nói, không thể nào, tôi... Còn chưa kịp nói hết, số 2 đã bị trúng mạng nhện, nháy mắt bị lôi xuống. Lần này Diệp Trần hành động nhanh hơn. Ngay lúc mạng nhện dính vào thân máy bay, trường đao trong tay Diệp Trần lập tức phi tới. Trường đao bay nhanh và chuẩn, chém đứt mạng nhện. Nhân cơ hội này, số 2 lập tức đào thoát về căn cứ. Về tới nơi, phi công tái mặt. Diệp Trần tới vỗ vai anh ta, nói nhẹ nhàng, đi nghỉ một lát đi. Nói xong, Diệp Trần đeo găng tay, nhìn một con nhện khổng lồ đang đứng trên một tảng đá ở đằng xa.
Nó rung chân đắc ý, hung hăng nhìn căn cứ. Trong chớp mắt, Diệp Trần nhìn nó, dường như nó cũng cảm nhận được, quay đầu, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, thét lên tiếng gào đặc trưng của lũ zombie. Diệp Trần cười gằn một tiếng, đội mũ, leo lên tường thành, xoay người thẳng, nhảy xuống. Tôi đi tiện nó một đoạn đường, cô nói đầy bình tĩnh. Diệp Trần nhảy khỏi thành, phóng về phía quân đoàn zombie đang chậm chậm dịch chuyển. Cùng lúc đó, con nhện mắt đỏ kia dường như cảm nhận được sát khí của Diệp Trần. Nó cũng điên cuồng vọt tới chỗ cô, mang theo tinh thần quyết đấu. Trường đao trong tay Diệp Trần tuốt ra khỏi vỏ, nhảy vào giữa bầy zombie. Lưỡi đao chém ngọt như bộ dưa thái rau, đám zombie xung quanh gục ngã thành từng đống. Diệp Trần bình thản nhìn chằm chằm vào con nhện khổng lồ kia, không hề sợ hãi. Con nhện khổng lồ đẩy đám zombie quanh mình ra, phi nhanh tới. Hai bên giao đấu, Diệp Trần bổ một đao, con nhện khổng lồ nghênh đón trực diện, phun nọc độc tới. Diệp Trần nhảy sang bên, đại đao tấn công về phía chân nhện. Chất dịch nhâm nhấp phun tung tóe, Diệp Trần tiếp tục nhảy sang bên, đồng thời trường đao trong tay xoay vòng, thu hoạch một loạt đầu zombie cô dẫm lên. Mặc dù nhện khổng lồ cùng hung cực ác, nhưng động tác còn xa mới nhanh nhẹn bằng Diệp Trần. Dương Thu và Nghiêm Uy đứng trên cao quan sát, thấy Diệp Trần tới tới lui lui, vẻ mặt Dương Thu trông khá là nhăn nhó. Nhìn Diệp tỷ đánh nhện như vậy lại làm em nhớ tới chuyện hồi em còn nhỏ. Hồi nhỏ cậu làm sao? Nghiêm Uy móc một điếu thuốc ra châm lửa, nhìn bầy zombie đang dịch chuyển, chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Dương Thu nhăn mặt, con mèo hàng xóm chuyên gia đánh chó nhà em như thế. Mặc dù trong phim hoạt hình toàn là chó đuổi theo đánh mèo, nhưng thực tế thì nếu không phải là con người cố ý can thiệp, căn bản toàn là mèo đi trêu chó trước, nhảy từ tường cao xuống tát ngay một vố, rồi nhanh chân đảo tẩu, chó chỉ còn biết nổi điên chạy theo đằng sau. Diệp Trần đánh nhau với con nhện kia cũng theo kiểu gần gần như thế. Tuy không có một chỗ cao để nhảy xuống, nhưng động tác của Diệp Trần rất nhanh nhẹn, nhảy hết từ người con zombie này sang người con zombie khác, chặt một chân rồi lại nhảy ra xa. Tới lúc cô chặt hết 8 chân, con nhện khổng lồ nằm lật ngửa không còn công kích gì được nữa. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ tươi của nó không còn chân, liều mạng giãy giụa trên nền đất, nhưng cũng giống như một con rùa không có 4 chân, căn bản không còn đường sống nào cho nó. Diệp Trần đang định động thủ thì bỗng nghe nó rên lên một tiếng. Sau đó cô cảm nhận được có thứ gì đó chấn động ở phía xa xa. Trực giác mách bảo chuyện chẳng lành. Diệp Trần cắm phập trường đao của mình vào con nhện. Sau đó học tốc chạy thẳng một mạch về căn cứ. Không còn bị Diệp Trần thu hút, lũ zombie tập trung dồn sức chiến đấu về phía căn cứ. Tốc độ nhanh hẳn lên, theo sát đằng sau Diệp Trần. Không biết bọn zombie này bị làm sao mà con nhện kia vừa chết, khả năng hành động của bọn chúng liền tốt hẳn lên. Vậy nên cảnh mọi người nhìn thấy chính là một mình Diệp Trần, theo sau là một bầy zombie đông đảo, chạy như điên về phía căn cứ. Dương Thu hít sâu một hơi, điếu thuốc của Nghiêm Uy rớt xuống, Diệp Trần hô to, nổ súng, nổ súng, nổ súng đi mẹ kiếp. Nghiêm Uy lập tức chạy lên tuyến đầu, nã đạn bắn pháo. Diệp Trần nhảy lên tường thành, tay người biến thành móng vuốt mèo cào lên mặt tường, nhanh tay trèo lên. Lên tới nơi cô quay lại nhìn lũ zombie nhíu nhíu mày, có phải bọn chúng vừa biến dị không? Có vẻ vậy. Dương Thu gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Đám zombie đồng tâm hiệp lực xô cửa thành. Điểm chí mạng của zombie nằm ở đầu. Trừ chỗ này ra thì tấn công bất kỳ chỗ nào khác cũng đều vô dụng. Cho dù là bị mưa bom bão đạn cày nát cũng không ăn thua mấy. Nhưng mà giá của một cây súng tự động tương đối cao, Diệp Trần không mua được nhiều. Cô nhíu mày nhìn lũ zombie, lập tức ra chỉ thị. Dẫn một nhóm người có dị năng cùng tôi ra cửa thành bày lưới điện. Zombie đồng tâm hiệp lực xô cửa như vậy, cửa thành khó mà giữ vững. Giữa lúc này, dặng núi đằng xa lại ngầm rung lên tiếng, khiến cho lòng Diệp Trần vô cùng bất an. Cô mua thêm một loạt súng laser cường lực, định bố trí toàn bộ ở cửa thành, hình thành lưới laser đan xen. Zombie lên con nào cắt con đó. Súng laser vô cùng đắt đỏ, bỏ tiền ra mua chúng xong, cho dù mang tâm tính loài mèo, Diệp Trần cũng vẫn cảm thấy xót ruột vô cùng. May mà cô đã đi nhiều thế giới, đã là hội viên cấp cao của trang mua sắm, được tính tỷ lệ chiết khấu cao. Ở những thế giới trước, cô cũng cực kỳ tiết kiệm, cho nên mới có được khối tiền khổng lồ như bây giờ. Cô dẫn một nhóm người có dị năng, mỗi người khiêng một súng laser, buộc dây thừng, thả người nhảy xuống giữa bầy zombie. Diệp Trần và nhóm người dị năng đứng tạo thành một vòng tròn, bảo vệ cho nhau, lùi dần lại về phía cửa thành. Nhóm Diệp Trần dùng vũ khí và cơ thể của chính mình để tạo ra một không gian cách ly cho vài người khác lắp đặt súng laser.
Đúng lúc này, bỗng có mười mấy tiếng gào thét tương tự với tiếng kêu của con nhện khổng lồ vừa rồi. Mọi người lập tức biến sắc. Trong tai của Diệp Trần là giọng nói run rẩy của Dương Thu. Diệp tỷ, nhện cấp 4, 13 con đang tiến về phía chị. Diệp Trần lặng thinh không trả lời. 13 con nhện kia nếu thực sự tiếp cận được căn cứ thì thực sự là một mối uy hiếp quá lớn. Nhất là hơn 20 người có dị năng của họ giờ lại đang bận trang bị súng laser cho cửa thành. Cô hít sâu một hơi nhẹ nhàng đáp. Biết rồi. Nói xong cô dặn dò người đứng bên một tiếng rồi nhảy lên người đám zombie quan sát vị trí của bầy nhện, xách đao lao về phía đó. Song phương nhanh chóng giáp mặt. Bầy nhện này rất có kỷ luật, dùng mạng nhện vây Diệp Trần lại. Diệp Trần nhảy tới nhảy lui, động tác của bọn chúng rất nhanh, số lượng lại đông. Diệp Trần chỉ còn nước tránh né liên tục không ngừng nghỉ. Chưa được bao lâu, thể lực đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt. Cô già nàn mãi mới giết được 4 con, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt. Lúc này Bạch Sùng đã chọn xong người, cho họ uống thuốc có tẩm máu của anh ta. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau 10 phút, những người này ắt có thể tiến hóa thành người có dị năng. Trong số này, có viên có máu của anh ta, có viên không có, để tránh lộ ra chuyện anh ta có thể đạt tỷ lệ chuyển hóa thành 100%. Tránh quá gây ấn tượng, có vẻ giống như một thứ thuốc bình thường. Bạch Sùng để những người này lại, leo lên tường thành. Tâm tình của anh ta đang khá tốt, mỉm cười hỏi. Diệp Trần đâu rồi? Dương Thu đưa tay chỉ. Bạch Sùng nhìn thấy ở đằng xa có một cái kén trắng khổng lồ như một con nhộng. Bạch Sùng thắc mắc. Gì kia? Dương Thu cúi đầu. Chị dâu. Vừa dứt lời, Dương Thu liền thấy Bạch Sùng nhảy xuống hô to về phía đó. Tôi tới rồi đây. Diệp Trần, em phải kiên trì trụ vững. Tôi tới đây. Bạch Sùng chạy một mạch tới chỗ Diệp Trần. Dùng gió cắt mạng nhện bao quanh. Bên trong mạng nhện, vì không gian quá nhỏ hẹp nên Diệp Trần đã biến về thân mèo, nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui để né tránh đòn tấn công bằng nọc độc và mạng nhện. Sau đó, cô bỗng thấy có một cơn chấn động kịch liệt. Bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi đầy sốt ruột của Bạch Sùng. Diệp Trần, Diệp Trần, em còn sống không? Diệp Trần nghe thấy tiếng, cố hết sức meo một cái. Nghe được tiếng mèo kêu, Bạch Sùng điên cuồng xé toang mạng nhện, cuối cùng cũng cứu được mèo con ra. Bạch Sùng thoăn thoắt đặt Diệp Trần lên đầu vai, rút kiếm ra quay đầu lại. Bầy nhện đã bị Diệp Trần đánh tàn một nửa. Bạch Sùng giải quyết gọn nhẹ nốt đám còn lại, rồi ôm Diệp Trần chạy như điên về căn cứ. Vừa lên tới tường thành đã sốt sáng hỏi. Có bác sĩ thú y không? Có bác sĩ thú y không vậy? Ai biết khám bệnh cho mèo ấy? Bạch ca, anh bình tĩnh một chút đi. Dương Thu cạn lời. Tuy chị dâu bên ngoài là hình mèo nhưng là do dị năng hệ mèo, bản chất vẫn là con người mà. Người cái khỉ ấy. Bạch Sùng cố nhịn không chửi bậy. Anh ta là người rõ nhất Diệp Trần đã biến thành người như thế nào. Diệp Trần căn bản không phải người, mà là một con mèo dị năng hệ người. Anh ta mặc kệ Dương Thu, định bế Diệp Trần đi tìm thú y. Diệp Trần cau có biếng nhác bảo. Đi khám làm gì? Xì. Cô ngoảnh đầu đi, nhìn lũ zombie ở đằng xa. Có laser chặn ở cửa. Vấn đề cửa bị công phá đã được giải quyết. Bên ngoài dù có nhiều zombie hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Trong lòng Diệp Trần thoải mái hơn nhiều, đùng đà đùng đình bảo. Canh trên tường thành đi, tôi ngủ một giấc. Em không sao chứ? Thấy Bạch Sùng lo lắng ra mặt, Diệp Trần cào cho anh ta một phát. Anh nói xem, tôi có sao không? Bạch Sùng thấy Diệp Trần không sao mới chịu yên lòng, đi theo mọi người lên canh tường thành. Không có nhược điểm để công phá, lũ zombie chỉ còn cách trèo tường. Thế nhưng, mọi người đang đứng canh từ trên cao, cho dù chỉ là một người thường cũng có thể chém vỡ đầu kẻ địch. Hoặc là đạp thẳng xuống, công cuộc giữ thành giảm được đáng kể khó khăn. Mọi người chiến đấu hăng hái suốt một đêm, đợt tấn công của zombie cuối cùng cũng kết thúc. Trong lúc mọi người làm công tác thống kê thương vong, kiểm đếm quân số, trị liệu cho binh sĩ, Bạch Sùng đi kiểm tra tình hình, thế rồi anh ta nhìn thấy Bạch Nguyên. Người Bạch Nguyên run rẩy, bác sĩ hỏi gì, ông ta cũng không trả lời được. Ông ta hỏi lại, ông tên là gì, người nhà ông đâu? Bạch Nguyên há miệng nhưng không phát ra được tiếng. Bạch Sùng khựng bước, nhíu nhíu mày. Nghiêm Uy khiêng súng đi ngang qua, thấy Bạch Sùng nhìn Bạch Nguyên bèn giải thích, đó là người có dị năng không gian. Nghiêm Uy lên tiếng, Bạch Sùng và Bạch Nguyên cùng quay lại nhìn anh ta. Bạch Nguyên nhìn thấy Bạch Sùng thì cuống quýt hẳn lên, đáy mắt Bạch Sùng gợn sóng, anh ta không hiểu tại sao cha mình vẫn còn ở đây. Nghiêm Uy không nhận ra bầu không khí bất thường, tiếp tục nói, người này chẳng hiểu là bị làm sao nữa, tối qua liều mạng đòi giữ cửa thành. Vác súng đi đầu,
còn lên tường thành đứng. Hôm qua lúc cậu nhảy xuống cứu Diệp tỷ, nếu không phải tôi kéo lại thì ông ấy đã nhảy xuống rồi. Còn chưa nói xong, Bạch Sùng đã đi qua đó nói với bác sĩ, tôi là người nhà của ông ấy. Bác sĩ giật mình cuống quýt đứng dậy. Bạch trạm trưởng, tin Dương Quốc Vĩ từ chức, mọi người đều đã biết. Tối qua trải qua cuộc vây thành quy mô lớn như vậy của zombie, mà phía họ thương vong chỉ chưa tới 10 người. Thực lực cỡ này, mọi người đều cam tâm tình nguyện, nhận anh ta làm trạm trưởng. Bạch Dung gật đầu, ngồi xuống cạnh Bạch Nguyên thái độ bình thường. Ông không phải căng thẳng, có chuyện gì thì cứ nói với bác sĩ. Bạch Nguyên ngơ ngác nhìn Bạch Dung, Bạch Dung không nói gì, cúi đầu sờ lông mèo. Diệp Trần khiến anh ta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Bạch Nguyên mấp máy môi mất một lúc lâu sau mới nói được. Cha không cố ý. Bạch Sùng ngạc nhiên, không ngờ Bạch Nguyên lại nói lời này. Anh ta run run. Bác sĩ ngồi bên cạnh nhíu mày, mắt Bạch Nguyên đỏ hoe, cúi đầu bảo, xin lỗi, Tiểu Sùng, cha không phải là người cha tốt. Lúc đó cha thực sự rất sợ, cha cũng không biết mình bị sao nữa, cứ thế kéo mẹ con chạy. Lúc đó cha thực sự rất sợ hãi, sợ quá nên mới không đi cứu con, sợ quá nên mới đóng cửa lại. Đừng nói chuyện này nữa. Bạch Sùng thở dài quay sang nói với bác sĩ, ông ấy không có chuyện gì chứ? Cha muốn làm một người cha tốt, cha muốn dũng cảm hơn, cha muốn một lần bảo vệ con. Bạch Nguyên bỗng nói lớn tiếng. Bạch Sùng im lặng không nói gì. Giờ này khắc này, cuối cùng anh ta đã hiểu nguyên nhân thực sự khiến Bạch Nguyên ở lại. Nhất thời không biết nên nói gì. Con người đúng là một loài động vật quá phức tạp. Bạch Nguyên có yêu anh ta không? Yêu. Nếu không yêu đứa con trai này, đã chẳng nuôi nó tới lớn, đã chẳng tới lúc có thể đi còn chọn ở lại nơi đây, đã chẳng vì muốn chứng minh bản thân, lo lắng cho con, trèo lên tường thành, nỗ lực chiến đấu hăng hái với lũ zombie kia. Nhưng giữa chính mình và con cái, lựa chọn hàng đầu của ông ấy vẫn là chính mình. Vào lúc nguy nan, ông ấy chạy trốn, ông ấy đóng cửa lại, ông ấy để Bạch Sùng một mình tuyệt vọng chờ chết. Cha vẫn luôn hối hận. Bạch Nguyên rơi nước mắt nức nở. Cha không phải là người cha tốt, cha không nên đối xử với con như vậy. Nhưng lúc ấy cha sợ quá, cha thực sự rất sợ. Hồi con còn nhỏ, cha từng nghĩ vô số lần, nếu có người bắt nạt con, cha sẽ làm gì? Cha vẫn luôn cho rằng nếu có ai bắt nạt con, cha sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhưng khi thực sự chuyện xảy ra, cha lại không làm được, cha kéo mẹ con đi. Lúc đó cha nghĩ chạy mau thôi, chạy được ai thì chạy được nhiều thêm một người là thêm được một mạng. Nhưng chạy ra rồi cha mới nghĩ tới. Bạch Nguyên òa lên thành tiếng. Cha là cha của con mà. Bạch Sùng không nói gì. Cảm xúc của Bạch Sùng gốc lẫn lộn trong lòng. Khi thế giới hành ác với anh ta, cảm xúc của Bạch Sùng gốc sẽ trỗi dậy, thay anh ta chặt đứt cành rối ren. Khi thế giới hành thiện với anh ta, cảm xúc của Bạch Sùng gốc sẽ cuồn cuộn dâng trào. Vòng tay Bạch Sùng ôm Diệp Trần gồng lên. Cuối cùng anh ta nói, ông khám bệnh cho xong đi, tôi về trước. Nói xong Bạch Sùng đứng dậy, xoay người định bỏ đi. Chưa đi được mấy bước thì Bạch Nguyên đột ngột gọi anh ta, Tiểu Sùng. Bạch Sùng dừng chân quay đầu lại, nhìn thấy khát vọng đè nén trong đáy mắt của Bạch Nguyên. Rất lâu sau ông ấy mới lên tiếng, có thể ôm cha một cái không? Chỗ của tôi ông biết rồi, xem bệnh xong thì qua đó đi. Bạch Sùng ôm Diệp Trần xoay người rời khỏi. Diệp Trần nằm trong lòng anh ta, ngẩng đầu lên nhìn, đặt móng vuốt lên tay anh ta. Đừng buồn. Cô an ủi, Bạch Sùng cười. Có gì phải buồn? Bạch Nguyên nhìn bóng lưng đi xa dần của con trai mình, bỗng nhiên không còn chút sức lực nào nữa. Ông ta còng lưng quay người đi chỗ khác, leo lên tường thành. Mỗi bước của ông ta đi đều vô cùng nặng nề. Nếu có ai đó kéo quần ông ta lên nhìn, sẽ thấy dưới da ông ta dường như có rất nhiều những con sâu đang gồ lên mấp máy, như đang bò. Ông ta đi lại khó nhọc, gian nan bước từng bước một. Lúc lên được tới tường thành, ông ta vịn tường, đi ra tới mép. Lúc ông ta lên được tường thành, Nghiêm Uy vội vàng đi tìm Bạch Sùng. Bạch ca, có chuyện này tôi phải nói với cậu. Nghiêm Uy sốt ruột bảo, vừa rồi có người anh em nói với tôi là thấy người thân của cậu bị zombie bắt đi. Cái gì? Bạch Sùng ngẩng bắt đầu lên, sau đó ngập tức nghĩ ra, vừa nãy không phải bỗng dưng vô duyên vô cớ, mà Bạch Nguyên bảo anh ta ôm. Ông ấy bị zombie bắt. Có lẽ đã bắt đầu quá trình biến đổi. Quá trình biến đổi đã bắt đầu thì không thể nghịch chuyển được. Cho dù là Dương Thu cũng phải bó tay. Bạch Sùng vội vội vàng vàng chạy theo Nghiêm Uy. Trên đường nghe anh ta bảo, tối qua lúc cậu lên tường thành, thực ra có một con zombie vốn định đánh lén cậu.
nhưng bị đạp đi kịp thời. Người hạ con zombie đó chính là Bạch Nguyên. Chuyện lúc đó xảy ra quá nhanh, tôi cũng không để ý. Người anh em kia của tôi bảo anh ta nhìn thấy Bạch Nguyên bị bắt. Lúc đó hỗn loạn quá, anh ta cứ nghĩ là Bạch Nguyên đã chết hoặc được xử lý rồi. Nào ngờ ông ấy lại không tới chỗ Dương Thu báo cáo mà lại còn giả vờ mình không bị gì, đi khám ở chỗ bệnh bình thường. Đúng là vớ vẩn mà. Bạch Sùng không nói gì. Nghe nói Bạch Nguyên đã lên trên tường thành, anh ta cũng xông lên đó. Chưa kịp lên tới nơi, đã nghe thấy tiếng người kêu lên thất thanh. Bạch Sùng chạy tới nhìn thấy lưng Bạch Nguyên nứt ra. Một con nhện khổng lồ xé cơ thể ông ấy từ bên trong để chui ra. Một con nhện tám cẳng khổng lồ. Ông ấy nằm sấp dưới đất, đau đớn gào thét. Bạch Sùng gọi to, cha! Bạch Nguyên liếc mắt nhìn lên, ánh mắt ấy rất phức tạp. Có niềm vui, có hạnh phúc, có áy náy, có bi thương và sầu lo. Dường như đã dồn hết thảy tình cảm cả đời của ông dành cho Bạch Sùng, chất chứa trong một ánh nhìn ấy, cuối cùng hóa thành ấm áp và quan tâm. Tiểu Sùng, ông ôn tồn dặn, đừng kén ăn, đừng yếu đuối. Cha, Bạch Nguyên cố sức gượng người đứng dậy, khàn khàn nói tiếp, vẫn yêu con. Vừa dứt lời không biết là ai nổ súng, viên đạn găm thẳng vào đầu Bạch Nguyên. Đôi mắt ông dừng lại trong niềm ấm áp và quan tâm, hai cánh tay dang rộng, ngã ngửa từ trên tường thành rơi xuống. Bạch Sùng bổ nhào tới, muốn níu Bạch Nguyên lại nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy cảnh ông rơi xuống, mặt đất bung nở những đóa hoa máu. Anh ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ gọi ra một tiếng, cha. Thi thể của zombie không được mang vào trong căn cứ, sợ sẽ lây bệnh. Bạch Sùng và Diệp Trần tìm một chỗ mai táng cho Bạch Nguyên. Đứng trước bia mộ, Bạch Sùng vẫn thấy không hiểu, là một người cha, rốt cuộc ông ấy là yêu hay không yêu tôi? Không có ai quy định bắt một người phải đặt con cái cao hơn sinh mệnh của mình. Diệp Trần nhẹ nhàng lên tiếng, không phải ông ấy không thương anh, chẳng qua là ông ấy quá yếu đuối. Trong nháy mắt đứng trước cửa sinh tử, ông ấy đã chọn chính mình. Sau lúc ấy khi ý thức tỉnh táo, ông ấy lại quyết định gánh vác trách nhiệm của bản thân. Bạch Sùng im lặng một hồi lâu, anh ta khom lưng, cúi đầu hôn tấm bia mộ dịu dàng nói, tạm biệt cha. Sau đó, Bạch Sùng đứng thẳng người lên, lặng lặng nhìn hàng chữ khắc bằng dao trên tấm bia. Không ngờ trong chính khoảnh khắc ấy, Bạch Sùng bỗng cảm thấy hình như có ai đó đang kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gương mặt của anh ta. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy người đứng bên mở to mắt, ánh mắt trong veo, kiên định mang theo chút ngạo mạn. Nhìn cái gì? Diệp Trần nhướng mày, Bạch Sùng nâng tay lên chạm vào chỗ Diệp Trần vừa thơm, nụ cười trông thật ngốc nghếch. Diệp Trần à, em thật tốt. Diệp Trần xì khẽ một tiếng, Bạch Sùng chủ động kéo người cô, quay người đi về phía trước. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà. Nhà đâu ra? Diệp Trần châm chọc. Thời thế này lấy đâu ra nhà? Nhà sập hết rồi. Vẫn phải có chứ. Bạch Sùng quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ấm áp. Đối với tôi, nơi nào có em, nơi đấy là nhà. Diệp Trần sửng sốt, dưới ánh mặt trời, nét mặt Bạch Sùng trông rất ấm áp khác thường. Cô bỗng cảm thấy tim đập hơi nhanh một chút, vội quay đầu đi, miễn cưỡng cười đáp. Trong lúc hai người đi về phía trước, chẳng bao lâu sau, một con zombie quạ đen đậu lên nấm mồ, như là bị thứ gì đó ra lệnh, bắt đầu đào bới lớp đất trên mặt ngôi mộ. Một bàn tay đầy những vết thương lở loét thò ra từ trong nấm mồ, gạt lớp đất đi, kêu ré lên, nghe mà ớn lạnh. Ta còn sống. Những từ đứt quãng không thành câu bật ra từ trong bùn đất. Ai giết ta? Không có ai nghe thấy những lời này, chỉ có con zombie quạ đen đào đất lên, lùi lại một bước, ngoẹo đầu kêu lên một tiếng. Quạ! Một trận đại chiến đã căn bản xác lập nên địa vị của Bạch Sùng. Những người vốn không chịu phục, sau khi căn cứ xuất hiện thêm 30 người dị năng, cuối cùng cũng phải chịu phục. Bạch Sùng quan sát các mục chỉ số của mình từ từ tăng lên, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn nho nhỏ. Còn Diệp Trần, không có 38 giám sát, lại bị ảnh hưởng tính tình của loài mèo, thế là ngày ngày lười biếng giúp trong lòng Bạch Sùng. Hễ Bạch Sùng gặp khó khăn thì liền bỏ tiền ra mua đồ để giải quyết vấn đề. Bạch Sùng mở rộng căn cứ, xây dựng đồn điền, phân phối hạt giống, giúp rất đông dân chúng, những người không có dị năng có việc làm nông dân. Giải quyết cơ bản chuyện cơm no áo ấm xong, Bạch Sùng tiếp tục thành lập viện nghiên cứu khoa học để
đỡ cho Diệp Trần phải tốn điểm tích lũy mua vũ khí nóng. Căn cứ của Bạch Sùng phát triển rất nhanh, chưa đầy 2 năm, nó đã trở thành một trong những căn cứ lớn mạnh nhất ở mặt thế. Trong 2 năm này, có rất nhiều căn cứ ly khai, tự xưng vương. Thành phố B không thể quản lý nổi, ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể đứng nhìn thế cục hỗn loạn diễn ra. Tốc độ tiến hóa của zombie ngày càng nhanh, người có dị năng cũng ngày càng đông. Cuộc sống của những người bình thường trở nên vô cùng gian khổ. Chỉ có căn cứ của Bạch Sùng là còn bảo toàn được trạng thái trước tận thế, giúp mọi người có cuộc sống của riêng mình. Càng ngày càng có nhiều người đổ về căn cứ của Bạch Sùng. Căn cứ của Bạch Sùng mở rộng, bốn chỉ số của anh ta tăng lên rất nhanh. Đây đúng là thế giới dễ nhất mà anh ta từng làm. Diệp Trần làm phụ tá đắc lực cho Bạch Sùng. Việc đáng làm thì phải làm. Tích cực đi đầu, dần ra mọi người đều biết, căn cứ Z có một người lãnh đạo toàn hệ dị năng thực lực siêu cường và một người dị năng hệ mèo tính tình không được tốt cho lắm. Diệp Trần giúp Bạch Sùng đánh hạ hết căn cứ này tới căn cứ khác. Trong mắt người ngoài, hai người chính là một cặp hoàn hảo, nhưng chỉ có Bạch Sùng biết nỗi khổ của mình. Trần Trần, nào, ăn đồ hộp cho mèo đi. Bạch Sùng đứng dưới kệ tủ, cầm hộp đồ hộp, dỗ Diệp Trần đang đứng trên nóc tủ nhìn xuống. Diệp Trần ngoảnh mặt đi bất mãn nói, anh đừng hòng đem đồ hộp ra dụ tôi muốn ăn thịt nướng, tôi không ăn thứ này đâu. Không phải, Bạch Sùng sốt ruột, bác sĩ bảo em bị mỡ máu. Tôi không bị mỡ máu. Diệp Trần tức sù lông, là do dụng cụ của ông ta bị hỏng, nó hỏng rồi. Thực sự hơi cao mà, tôi có dị năng, tôi sợ gì mỡ máu. Diệp Trần gào lên, tôi không sợ, tôi muốn ăn thịt nướng béo ngậy mỡ. Bạch Sùng đau đầu không biết phải làm sao. Em không xuống thật hả? Diệp Trần quay hẳn đi hừ một tiếng. Bạch Sùng nghiến răng, nghĩ bụng không thể chiều con mèo này được, đành bảo, thế em đừng ăn nữa. Anh dọa tôi à? Diệp Trần cong lưng, xù hết lông lên cào cào móng. Anh dám dọa dẫm tôi? Bạch Sùng thấy hơi bực, làm trưởng căn cứ vậy mà đứng trước một con mèo lại chẳng có chút tôn nghiêm nào. Anh ta không nói gì nữa, quay người bỏ đi luôn. Chờ anh ta đi xa rồi, Diệp Trần thấy mệt, nguôi giận nằm sấp xuống mặt đất, bất động. Muốn ăn thịt nướng quá, muốn ăn thịt nướng Bạch Sùng làm quá. Cô nghĩ ngợi, giơ móng vuốt lên, bỗng phát hiện ra móng vuốt của mình hình như hơi trong suốt. Sao lại thế này? Cô dựng hai tay lên cảnh giác, móng vuốt của cô sao lại bị trong suốt? Trong lòng cô hoảng hốt vội đi tìm Bạch Sùng. Bạch Sùng sợ bị cô làm mềm lòng, anh ta biết rõ mình không hề có sức kháng cự với con mèo này. Cũng chính là bởi vì trước đây không hề có sức kháng cự, nên cô muốn ăn gì là cho cô ăn nấy, vỗ béo một con mèo con thành mèo trắng béo phì như lũ mèo vàng. Hình thể thực ra cũng không quan trọng, điều Bạch Sùng lo lắng nhất chính là Diệp Trần bị ba cao. Tuổi còn đang trẻ mà đã bị ba cao, nuôi một con mèo làm nó bị ba cao, anh ta thấy suy sụp quá. Báo cáo kiểm tra sức khỏe vừa có, món thịt lợn Diệp Trần vốn thích ăn lập tức bị cắt bỏ. Từ một con mèo quen hưởng thụ thịt cá, chuyển sang ăn rau dưa. Diệp Trần tất nhiên là không vừa ý, thậm chí mang cả tuyệt thực ra để đe dọa. Thực ra, với lượng cơm Diệp Trần vẫn ăn, chịu đói một chút có lẽ lại là chuyện tốt. Thế nhưng, ngày nào cũng chỉ tuyệt thực được đến bữa tối, đói không chịu nổi, là lại liền khều khều chân gọi Bạch Sùng, phe vẩy cái đuôi, hai mắt long lanh lăn nỉ. Meo! Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Trần, là Bạch Sùng lại đau lòng không chịu nổi. Đây là một con mèo đấy, ép một con mèo phải phe phẩy đuôi xin xỏ, nó đã phải chịu biết bao nhiêu là ấm ức đây. Đúng là nhục nhã, như bị đánh gãy cột sống bất quỳ, chà đạp lên tôn nghiêm, vứt bỏ hoàn toàn niềm kiêu hãnh của cô ấy. Vậy là Bạch Sùng liền đi làm ngay thịt nướng cho Diệp Trần. Ăn xong, Diệp Trần lắc đuôi không buồn nhìn anh ta cái nào, một mình bỏ đi ngủ. Để tránh lặp lại chuyện này, lần này Bạch Sùng quyết định trốn đi. Bạch Sùng đi trốn, Diệp Trần không tìm thấy. Cô nhìn đôi chân bị trong suốt của mình, lòng sợ hãi vô cùng, bắt đầu chạy cuống cuồng khắp nơi, lỡ đà lao vào trong lồng ngực của một người. Đối phương ôm cô kích động la lên, Bạch Tiểu Trần. Diệp Trần nghe thấy giọng người quen, ngẩng đầu lên, là Trần Lâm. 2 năm không gặp, Trần Lâm gầy đi, có vẻ đã trải qua nhiều chuyện, có vẻ đã trở nên cực kỳ giỏi giang. Diệp Trần đang định chạy đi thì bỗng phát hiện, không đúng, chân của cô hết bị trong suốt rồi. Thấy lạ, Diệp Trần nhảy khỏi người Trần Lâm, lại trong. Nhảy về trên người Trần Lâm, lại hết. Diệp Trần lập tức hiểu ra, mạng nhỏ của mình phụ thuộc vào Trần Lâm. Cô nhảy vào lòng Trần Lâm lười biếng hỏi,
Anh tới làm gì thế? Tuy đã sớm biết Diệp Trần là một người dị năng hệ mèo, nhưng thực sự nhìn thấy mèo mở miệng nói chuyện vẫn khiến Trần Lâm phải giật mình một phen rồi mới nói chuyện bình thường được. À, tôi đưa mẹ Bạch Sùng tới tiện thể bàn chuyện hợp tác. Thành phố B không ổn rồi. Trần Lâm cúi đầu, ánh mắt có chút xót xa. Diệp Trần tỏ vẻ thấu hiểu. Không có căn cứ khác hỗ trợ, thành phố B cũng không có gì đặc biệt hơn những chỗ khác. Ngoại trừ giới chính trị tài giỏi, thành phố B cũng không có tài nguyên gì đặc biệt. Thành phố Z có Bạch Sùng và Diệp Trần kiến thiết, thành phố Y có Quặng, thành phố Z có một người có dị năng chữa trị siêu cấp. Tóm lại, thành phố nào cũng có sở trường riêng của mình. Thành phố B nhiều năm đấu đá chính trị, khiến những người có dị năng bỏ đi rất nhiều. Giờ cũng chỉ còn mình Trần Lâm là sáng giá. Thành phố B muốn bàn chuyện hợp tác với Bạch Sùng. Trần Lâm ôm Diệp Trần đi tìm anh ta. Bạch Sùng vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trần Lâm ôm Diệp Trần, lập tức nổi khùng. Chạy vội tới vừa đi vừa quát. Bỏ mèo của tôi xuống. Nhiều năm không gặp, con mèo này vẫn không được chạm vào. Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Lâm liền nghĩ, không đúng, đây đâu chỉ là một con mèo, đây là một con người mà. Trần Lâm hiểu ra vì sao Bạch Sùng nổi cáu, trước khi Bạch Sùng tới chỗ mình thì nhanh nhẹn giao Diệp Trần ra. Diệp Trần vừa thấy Trần Lâm giao bảnh ra liền hoảng hốt, bám chắc vào người Trần Lâm không chịu thả. Bạch Sùng không khỏi cảm thấy khó chịu, chẳng qua chỉ không cho cô ấy ăn, sao cô ấy có thể bỏ sang nằm trong lòng tên đàn ông khác vậy chứ? Bạch Sùng càng nghĩ càng thấy bực bội, kéo Diệp Trần lại. Diệp Trần mắc kẹt giữa hai người cũng đâm ra cáu kỉnh, cào cho mỗi người một cào rồi chạy đi. Bị Diệp Trần cào cho một phát, Bạch Sùng bình tĩnh lại lúng túng nói, ôi, để anh phải chê cười rồi. Trần Lâm vội vàng xua tay, là tôi không đúng. Vào trong nói chuyện đi. Bạch Sùng dẫn Trần Lâm vào nhà, pha trà mời khách. Trần Lâm nhìn màu nước trà xúc động hỏi, đây là phổ nhĩ nhỉ? Đúng vậy. Bạch Sùng cười, tự trồng trong căn cứ, không bằng hàng chính tông nhưng cũng tạm được. Đâu chỉ là tạm được. Trần Lâm cười, khiêm tốn quá rồi. Thời thế này còn có trà để uống, cũng chỉ có chỗ của cậu thôi. Bạch Sùng cúi đầu pha thêm nước vào ấm trà, không nói gì cả. Trần Lâm uống ngụm trà, rồi nói rõ mục đích chuyến đi. Thành phố B phái tôi đến với hy vọng có thể hợp tác với cậu. Bạch Sùng gật đầu, đưa tay ra. Anh cứ nói đi. Cậu hẳn là biết thành phố B có vệ tinh giám sát, vẫn đang hoạt động liên tục. Chúng tôi đã nhận thấy được một vài chuyện. Nói xong, Trần Lâm lấy ra một sấp ảnh. Trong ảnh là một số tòa kiến trúc kỳ lạ, xây dựng giống như một xảo huyệt, có zombie bên ngoài. Tay khiêng đá tảng, có vẻ như là đang đi về phía cái xảo huyệt khổng lồ kia. Bạch Sùng cầm ảnh, mày nhíu lại. Đây là gì? Bọn zombie này đang làm gì? Đây cũng là điều chúng tôi đang thắc mắc. Trần Lâm nghiêm túc nói, chúng tôi phỏng đoán, có lẽ bọn chúng cũng biết lập căn cứ giống chúng ta. Bạch Sùng im lặng, zombie biết thành lập căn cứ, có nghĩa là chúng đã bắt đầu giống con người, có trí tuệ, có ý thức. Hiện giờ zombie đang tiến hóa ngày một nhanh, số lượng ngày càng đông, con người phải đối chọi với chúng, hết sức vất vả. Nếu zombie còn có thể tiến hóa tới mức có trí tuệ, vậy thì hậu quả thật khôn lường. Cậu nhìn đây này. Trong một tấm ảnh, có một gã đàn ông zombie vóc dáng to cao, sau lưng cõng một con nhện tám chân, giống như là một biểu tượng nào đó của quyền uy. Mặt gã đã lở loét thấy cả xương, trên người mặc áo choàng lông thú, hai tay lồng trong tay áo, sắc mặt trịnh trọng uy nghiêm. Có hai con zombie đi theo đằng sau, toàn bộ zombie ở xung quanh đều quỳ xuống, giống như trong xã hội loài người. Bạch Sùng rất đỗi kinh ngạc. Trần Lâm tựa hồ cũng đoán được phản ứng của Bạch Sùng, châm một điếu thuốc thở dài bảo. Con zombie này bị vệ tinh chụp được, cậu chắc cũng nhìn ra rồi. Chúng đã tiến hóa tới mức phân hóa giai cấp. Cậu cũng biết đấy, một con zombie cấp bậc cao xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới những con cấp bậc kém hơn. Giống như một người có dị năng cao cấp xuất hiện cũng sẽ thúc đẩy người có dị năng thấp hơn tiến hóa. Hơn nữa, đối với zombie, con có cấp bậc cao thậm chí có thể kiểm soát con có cấp bậc thấp hơn, hành sự theo ý nó. Con zombie trong hình, theo chúng tôi phỏng đoán, ít nhất là cấp 8. Cấp 8 là cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp dị năng. Cấp 8 có nghĩa rằng, con zombie này chính là zombie chúa. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt chính là, Bạch Sùng nhìn tấm hình, hít sâu một hơi. Người trong tấm hình này là Bạch Nguyên. Là Bạch Nguyên mà anh ta đã đích thân mai táng. Gã còn có ý thức không? Không biết. Trần Lâm đáp thẳng. Người từng gặp gã đều đã chết.
Gã từng cho tấn công hai căn cứ lớn chỉ trong một đêm, tất cả đều bị diệt sạch. Bọn chúng tiến công một cách có tổ chức. Trần Lâm lấy máy tính ra, mở video lên. Trong video là cảnh Bạch Nguyên tổ chức bầy zombie tấn công một căn cứ. Gã đứng trên cao, gào thét thứ âm thanh đặc trưng của zombie, hết tiếng này tới tiếng khác với bộ mặt dữ tợn. Lũ zombie dựa theo tiếng gào của gã, tương ứng thay đổi cách tấn công. Bọn chúng đã học được cách đánh lén, ẩn nấp, gài bẫy, thậm chí còn biết dùng máy bắn đá loại đơn giản thô sơ nhất. Dầu dàng nguyên thủy, nhưng cũng đủ để làm người ta phải giật mình. Bạch Sùng im lặng xem hết video. Trần Lâm mấp máy môi, cuối cùng nói, chúng tôi cảm thấy mục tiêu bị tấn công tiếp theo rất có thể là thành phố B. Chúng tôi đã quan sát phương hướng tiến công của chúng. Lấy thực lực trước mắt của con zombie chúa này, chúng tôi cho rằng thành phố B không thể cầm cự được nữa. Anh muốn chúng tôi tiếp viện? Bạch Sùng suy tư, ánh mắt Trần Lâm sắc lạnh. Không, tôi muốn giết nó. Nếu không còn zombie chúa, quá trình tiến hóa của toàn bộ quần thể zombie sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quần thể zombie trước nay vẫn luôn là con cấp cao hơn khống chế con cấp thấp hơn. Một khi zombie chúa chết thì sẽ không khống chế được con cấp thấp nữa, không thể thúc đẩy chuyện tiến hóa. Dựa vào số lượng mà con zombie chúa này khống chế, một khi nó chết, quần thể zombie đối với loài người sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Bạch Sùng không nói gì, Trần Lâm trải bản đồ ra, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Sau khi tấn công một căn cứ lớn xong, nó đã ngừng lại, chưa thấy tiếp tục. Tôi cho rằng nó đang chuẩn bị tiếp tục tiến hóa. Nếu đây là thật, vậy đây có thể là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết nó. Nói xong, Trần Lâm tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, trên đó viết tên của rất nhiều người. Bạch Sùng đọc những cái tên này, đầu cúi xuống. Đây là một danh sách các thống lĩnh. Tôi đã thuyết phục được những người mang dị năng đứng đầu các căn cứ khác. Tôi hy vọng cậu có thể gia nhập. Tất cả những người có dị năng đứng đầu. Bạch Sùng ngước nhìn anh ta. Anh đã nghĩ tới chưa? Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, nhân loại sẽ thế nào? Trần Lâm mím môi. Không thành công cũng thành nhân. Nếu như để nó tiến hóa thành công, loài người há còn có ngày lành. Trần Lâm, máu phiêu lưu của anh quá cao. Bạch Sùng nhíu mày. Có lẽ nam chính đều là như vậy. Vì được trời cao chiếu cố cho nên mọi chuyện đều dám làm hơn so với người thường. Thực ra Bạch Sùng vốn cũng không cố kỵ gì. Nhưng lúc này anh ta còn có Diệp Trần nữa. Người có gia đình phải nghĩ tới đường lui. Anh để tôi suy nghĩ. Bạch Sùng giơ tay lên. Để tôi suy nghĩ đã. Nhanh lên. Trần Lâm thở dài. 3 ngày nữa chúng tôi sẽ tập hợp tại trường gia giới. 7 giờ đúng xuất phát. Nếu cậu đồng ý thì hãy liên lạc với tôi. Bạch Sùng gật đầu không nhiều lời thêm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Trần nằm úp trên cửa sổ. Cô giơ bàn chân lên nhìn sắc màu của nó dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời chân của cô gần như trong suốt. Cô có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó. Là chuyện quan trọng gì đây? Cô không nhớ ra nổi. Không có 38 ở đây. Cô chịu khá nhiều ảnh hưởng của bản gốc, nhất là bản gốc này lại còn là một con mèo. Ảnh hưởng không chỉ tới tính cách, mà còn tới cả chỉ số thông minh. Diệp Trần nhíu mày suy nghĩ, bỗng trong đầu nghe thấy tinh một tiếng, tiếp đó là tiếng pháo hoa nổ và tiếng chào mừng. Bạn tốt trí tôn vô địch phong độ của ngài, 3838438 đã login. Cả đầu Diệp Trần toàn là pháo hoa. Khi vật thể hình tròn màu vàng đội mũ xanh xoay tròn xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần mặt đã không biểu cảm, không chút do dự, vung tay, tát bay quả cầu đi. Ôi chao! 38 tự quay trở về, lần này đã khôn ra, biết cách Diệp Trần xa ra một chút nổi giận bảo. Cô đối xử với tôi như vậy đấy à? Nói xong, 38 lại lập tức phát hiện ra một sự kiện. Ôi chao! Kêu xong, anh ta liền gầm nín. Diệp Trần mặt không biểu cảm. Anh muốn nói gì? Muốn nói rất nhiều, nhất thời khó biểu đạt hết được. Ờ, sao cô lại biến mình thành một con mèo? 38 dè dặt bước tới, Diệp Trần xòe móng vuốt, cào ngay một phát, trúng mắt anh ta. 38 đau đớn gào lên, ôm mặt thét. Cô điên à? Kêu xong, 38 bỗng hiểu ra. Khoan đã, cô không làm tẩy trừ à? Tẩy trừ cái gì? Diệp Trần liếm móng vuốt, 38 đau đớn ôm mặt. Ôi cái đồ ngốc này, cô không thể cứ nhảy vào thân thể người ta đâu. Cô phải làm yếu bớt một phần ảnh hưởng của thân thể với cô trước đã. Thôi thôi, để tôi làm cho cô. Chờ một chút. 38 mở giao diện, chọn tẩy trừ, đồng thời giật mình. Sao lại tiêu hết nhiều điểm tích lũy như vậy được? Giờ thế nào mà chỉ còn có 20 điểm tích lũy thôi? Diệp Trần liếm móng vuốt, chẳng động một cọng lông, lạnh nhạt đáp. Điểm tích lũy thôi mà.
Vừa mở miệng liền cảm thấy sai sai, một cảm giác không tên kỳ lạ bỗng trỗi dậy. Khoan đã, cô đã làm gì? Cô đã làm gì thế này? Phung phí tiền mua quần áo thật ngầu, mua giày, mua mũ, mua máy bay, còn kiêu căng nói trước mặt Bạch Sùng, tôi có rất nhiều tiền. Nội tâm Diệp Trần run rẩy, cô điên rồi, nhất định là cô điên rồi. Đây chính là điểm tích lũy, là điểm tích lũy cô dùng mạng để đổi lấy. Thế mà cô lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ không hề áp lực phung phí, hết sạch. Trả hàng, Diệp Trần lắp bắp nói, bắt lấy người bà Tám, ra sức lắc anh ta run run nói, trả hàng lại đi, đó không phải là tôi tiêu, tôi bị quỷ ám, trả điểm tích lũy lại cho tôi. Bà Tám vô cùng áp lực, anh ta hít sâu một hơi run run nói, để tôi bình tĩnh một chút. Nói xong anh ta đẩy Diệp Trần ra, chui vào góc xó ngồi xổm, châm một điếu thuốc. Áp lực quá lớn, anh ta móc điện thoại ra lên diễn đàn, thấy có người đặt câu hỏi, trải nghiệm trong một đêm, liền trở lại ngày trước giải phóng có cảm giác thế nào? Diệp Trần ngồi xổm cạnh Ba Tám, nhìn thấy bài đăng trên điện thoại lành lạnh đáp, còn chẳng bằng chưa từng được giải phóng. Từng giải phóng, chứng tỏ đã từng nỗ lực. Nỗ lực chưa chắc đã có kết quả, nhưng từ bỏ nhất định là rất thảnh thơi. Diệp Trần của giờ phút này cảm thấy đây đúng là những lời chí lý nhất. Ba Tám không nói gì, gõ lại lời Diệp Trần vừa đáp vào khung trả lời. Trả lời xong, thuốc cũng đã hút xong. Ba Tám định hút thêm một cây nữa, nhưng nghĩ rồi lại thấy tiếc tiền, bỏ lại vào trong túi. Nói một chút xem nào, nội tâm anh ta cực kỳ tang thương. Lúc không có tôi trong đời, rốt cuộc cô đã làm gì thế? Diệp Trần không dám nói tiếng nào, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đã quên điều gì. Nhiệm vụ của cô không chỉ là ngăn cản nhân vật phản diện thác hóa, mà còn phải là với tiền đề đảm bảo trọng tâm của thế giới ổn định, ngăn cản nhân vật phản diện thác hóa. Thế giới này là thế giới sảng văn, trọng tâm của nó là Trần Lâm, thăng tiến để trở thành người mạnh nhất thế giới. Tuy đúng là nhân vật phản diện không hắc hóa, nhưng anh ta lại đang thay thế Trần Lâm, trở thành người mạnh nhất thế giới mất rồi. Trong tình cảnh không có điểm tích lũy, lại còn khiến trọng tâm thế giới rơi vào trạng thái bất ổn, cô không đáng bị biến mất, thì còn ai đáng nữa? Ba Tám nghe Diệp Trần ấp úng kể lại đại khái mọi chuyện, anh ta lặng thinh, nhìn chân Diệp Trần nhẹ nhàng nói, đừng tới gần nhân vật phản diện, cứ ở bên cạnh Trần Lâm đi. Diệp Trần buồn thiu lắc lắc cái đuôi của mình. Ba Tám cau có nhìn cô một cái, đừng giúp Bạch Sùng, tìm một cái cớ thích hợp khiến anh ta nâng đỡ Trần Lâm lên đi. Chuyện này, Diệp Trần nhất thời mềm lòng, chuyện này không được hay. Diệp Trần, Ba Tám hít sâu một hơi, cô chỉ còn có 20 điểm tích lũy thôi, cô có biết không? Cô không chỉ đang hại chết cô, mà còn hại chết cả tôi nữa. Cô có biết không có năng lượng thì hậu quả dành cho tôi là gì không? Lần đầu tiên trong mắt Ba Tám ánh lên vẻ bi thương. Tôi sẽ bị xử lý, loại bỏ như một đống rác, trôi giạt trong vũ trụ, nhanh chóng bị hư hỏng rồi hoàn toàn chết máy. Theo cách nói của loài người các cô, chính là chết. Cô biết rồi đấy, nhân vật phản diện còn có luân hồi, nhưng tôi thì không có. Giọng Ba Tám nghẹn ngào, tôi biết cô thích anh ta, nhưng cô không thể cứ vậy đẩy tôi vào chỗ chết chứ. Tôi đối xử với cô cũng không tồi mà, phải không? Lời này khiến Diệp Trần rất buồn. Cô mấp máy môi, cuối cùng nói, xin lỗi. Nói xong, cô đưa tay lên khoác vai Ba Tám vỗ vỗ mấy cái. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Cuối cùng Ba Tám cũng đổi trở về cái biểu cảm mỉm cười của anh ta, gật đầu thật mạnh. Chúng ta cùng cố gắng, tích lũy đủ điểm, đổi lấy tự do là có thể vĩnh viễn ở bên người trong lòng mình. Give me five. Diệp Trần đập tay với anh ta. Diệp Trần bỗng nhớ ra hỏi, à phải rồi, bạn xem mắt của anh ta thế nào? Bà Tám cứng đờ, gượng ngạo nặn ra một câu. Đừng hỏi nữa. Sao? Là cái hệ thống mà tôi sợ nhất. Tôi thực sự sợ cô ấy chết đi được. Trước đây cô ấy là bạn ngồi cùng bàn với tôi, học giỏi bẩm sinh. Cô không biết cô ấy đáng sợ thế nào đâu. Bà Tám bla 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 nói rất lâu, cực kỳ hiểu rõ đối phương. Diệp Trần càng nghe càng thấy lạ. Không phải là anh thích cô ấy đấy chứ? Nói bậy. Bà Tám nổi cáu. Sao tôi lại thích cô ấy được? Cô ấy ghê gớm lắm. Diệp Trần không nhịn nổi cười. Anh không thích mà anh biết nhiều chuyện về cô ấy như vậy hả? Thì... Bà Tám có đôi chút ngượng ngùng nói. Thì biết thôi, dù sao cũng là bạn học bao năm trời. Trong lúc Bà Tám và Diệp Trần nói chuyện với nhau, Bạch Sùng tới gần. Anh Toa xoa đầu Diệp Trần nhẹ nhàng bảo. Là tôi không tốt, để tối tôi làm thịt nướng cho em nhé. Diệp Trần ngượng ngùng, hồi tưởng lại những tháng ngày làm mèo. Quả thực là ngông cuồng ngạo mạn. Cô lắc lắc đuôi, ở trạng thái thân mèo tương đối tiết kiệm năng lượng, cô
cũng thấy thoải mái hơn. Cô Lý Nhi đáp, không cần đâu. Bạch Dùng nhíu mày, cảm thấy Diệp Trần sao lại ngoan như thế được. Diệp Trần cọ cọ lòng bàn tay anh ta nói nhỏ, tôi không ăn. Đã ba cao rồi còn ăn cái quái gì nữa. Boss mèo đã khai trí rồi. Trong lòng Bạch Sùng cảm động muốn rơi nước mắt, thăm dò hỏi thử, hay là đi tắm nhé. Diệp Trần lập tức gật đầu. Bạch Sùng dở tới mức giật lùi lại, nói mau, ngươi là yêu nghiệt phương nào. Cuối cùng Diệp Trần cực chẳng đã phải nhảy lên cho anh ta một phát cào, mệt mỏi nói, mẹ nhà anh. Nói xong liền nhảy khỏi cửa sổ uể oải bỏ đi. Bạch Sùng vội đuổi theo, sao bỗng dưng lại buồn như vậy, muốn tắm rửa thật à? Bạch Sùng. Diệp Trần giơ chân lên nhìn, sau khi ba tám về, bàn chân lập tức khôi phục trạng thái bình thường, không còn bị trong suốt nữa. Diệp Trần nhìn bàn chân múp míp toàn thịt của mình, anh nói xem có phải tôi béo lắm không? Phải. Bạch Sùng đáp theo bản năng rồi vội sửa lời, nhân rất đáng yêu, tôi siêu thích. Mấy lời nói vớt của Bạch Sùng khiến lòng Diệp Trần thấy khá hơn một chút. Cô rầu rầu nhìn bàn chân mình, tôi muốn làm một con mèo xinh đẹp. Tuy không biết Diệp Trần bị cái gì kích thích, nhưng có được giác ngộ thế này, Bạch Sùng thấy rất tốt. Diệp Trần không muốn Bạch Sùng tắm cho mình, tự biến thành người rồi đi tắm, sau đó đi ra. Bạch Sùng làm một bàn đồ ăn, đều là đồ chay. Diệp Trần ngồi im lặng ăn cơm, vẫn là dáng vẻ thường ngày, ăn rất ngon miệng. Bạch Sùng yên lặng gắp đồ ăn cho cô. Nào, ăn nhiều một chút. Diệp Trần gật gật đầu, ăn xong cô nhìn Bạch Sùng thu dọn bát đũa, đứng nghiêng người dựa ở cửa, nhìn anh ta rửa bát. Nhìn rồi lại nhìn, cô bỗng đi về phía đó, vòng tay ôm lấy anh ta. Bạch Sùng cứng đờ, Diệp Trần vùi mặt vào lưng anh ta. Bọn họ làm bạn nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần bị zombie vây thành kia, Bạch Sùng kỳ thực chưa từng nói thích cô. Diệp Trần nhất thời không dám chắc, Bạch Sùng rốt cuộc có tình cảm gì với mình. Nếu là yêu, vì sao không có dục vọng? Nếu không phải là yêu, vì sao vào lúc khẩn yếu đó lại che chở cô như vậy? Bạch Sùng, cô gọi khẽ, anh có thích tôi không? Bạch Sùng hơi hơi sửng sốt rồi nở nụ cười, tất nhiên là thích rồi. Là loại thích nào? Thì là loại thích mà muốn ở bên em cả đời. Bạch Sùng cúi đầu che đi sự dịu dàng trong đáy mắt. Diệp Trần không hỏi tiếp, cô hôn lên tấm lưng của anh ta. Em hôn tôi làm gì? Chúng ta ước định một chuyện nhé, được không? Diệp Trần tựa đầu vào người anh ta. Nếu quả có luân hồi chuyển thế, sau này bất kể là khi nào, nếu em hôn anh như vậy, anh nhất định phải nhớ ra em nhé. Em tên là Diệp Trần, anh thích em. Bạch Sùng đang rửa tay, nghe giữa tiếng nước chảy có giọng nói yếu mềm của người đó. Em cũng thích anh. Bạch Sùng im lặng, rửa sạch tay, xoay người lại cúi đầu nhìn cô. Diệp Trần. Dạ, tôi hôn em được không? Hỏi là được không? Nhưng Diệp Trần vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền cúi đầu ngay xuống. Một tay anh ta chống vào bồn rửa, hơi nghiêng người, cong chân, đủ để chạm vào Diệp Trần. Trong nháy mắt, anh ta chạm vào Diệp Trần. Diệp Trần liền đảo khách thành chủ, kiễng mũi chân lên hôn lại. Hai người ôm nhau hôn, tai và đuôi Diệp Trần không nhịn được thò ra. Đôi tai vẫy vẫy, đuôi mềm cọ vào cẳng chân trần của Bạch Sùng. Bạch Sùng buột miệng rên lên một tiếng. Diệp Trần lùi lại một bước, khàn giọng gọi, lên giường đi. Bạch Sùng mở to mắt, dường như là không ngờ Diệp Trần sẽ nói như vậy. Nhưng cũng chính trong nháy mắt ấy, trong đầu Bạch Sùng bỗng vang lên một tiếng chói tai. Các người đang làm gì thế? Bạch Sùng bị hét choáng cả đầu. Anh ta biết, chà, 666 đã trở về rồi. Mẩu chuyện nhỏ, 666. Nghe nói đối tượng xem mắt của tôi là một AI có chiếc mũ rất ngầu, hưng phấn ghê. 38. Nghe nói đối tượng xem mắt của tôi là một tiểu thư xinh đẹp thông minh hứng khởi thật. Sau khi gặp mặt, 666. Ồ, là mũ xanh à? 38. Ồ, đây là chỉ số thông minh cao đấy. Chỉ số thông minh của tôi không cao thì sao có ông hôm nay? Chỉ số thông minh của tôi với bà có mối quan hệ trực tiếp hả? Chẳng lẽ cô là người mẹ đã thất lạc nhiều năm của tôi?